Hello, em là Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Sáng sớm ngày hôm nay, cuối tuần thứ bảy, em đã lên video trên YouTube bán hàng. Trước tiên là cho em gửi lời chúc cũng giống như lời chào tốt đẹp nhất đến với các anh em trên toàn quốc và đại gia đình là luôn luôn may mắn, an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và em cũng rất là vui ngày hôm qua. Thì qua 2 ngày em bận em không lên được video và đồng thời cũng là hết hàng. Do đó cho nên là em không lên chào anh em và lên video bán hàng được, nhưng mà như ngày hôm qua em lên á thì cũng được rất nhiều anh em quay trở lại đang yêu mến em, cũng giống như là kênh để tương tác và bình luận đoán số cũng giống như là like chia sẻ thì kênh của em cũng giống như là ghi nhận, và bản thân em thì cũng cảm ơn rất nhiều tất cả các anh em luôn đồng hành ủng hộ cùng với em. Thì ngày hôm nay là cũng là cuối tuần thì các bác lại vào tiếp tục chơi cùng đoán số với em. Đấy. Thì để đi vào video và các bác xem được những mã hàng nào ok thì mua về để ủng hộ em, và đồng thời nữa là vọc vạch, ngâm cứu và nghe nhạc làm kỷ niệm và giữ gìn những cái đồ Nhật bãi xưa từ ngày xưa cho anh em chúng ta. Và các bác mới đi qua thì ghé vào kênh của em trên YouTube hoặc là Google thì cho em học xin một like, một đăng ký và ấn chuông bên tay phải màn hình TV điện thoại của các bác, và bấm vào chỗ tất cả ở bên cái chuông đó, cái chuông giống như cái chuông đồng đó, nhỏ nhỏ đó, là hình cái chuông đấy. Thì mỗi khi em lên những video thì các bác đều nhận được và để các bác xem thư giãn, và đồng thời nữa là được cái mã nào ưng ý thì hãy gọi sớm cho em để chốt mặt hàng mà mình yêu thích nhất và mình đam mê nhất. Còn cảm ơn tất cả các anh em cũ đã lâu nay luôn đồng hành ủng hộ cùng với em ở trên kênh và mua hàng cũng giống như là vào đoán số vui thư giãn. Thì đi vào phần quà luôn các bác để đỡ mất thời gian của anh em. Đấy, thì đây là cái phần quà của cái đôi loa Beoner, mặt trước là phủ ống nano toàn thân, em đã giới thiệu các bác rồi, và vẫn là tờ tiền 188 13 số 8 ở đầu em để hở ra và đoán 3 số cuối em đã chia lại rồi các bác nha. Đây, để anh em nào hợp số thì hợp duyên, và ngày hôm qua các bác rất chi là sát sao. Đấy, thì em nghĩ là ngày hôm nay cứ theo video trước video sau cũng giống như là các bác đánh theo như thế thì ngày hôm nay nó sẽ ra các bác nha. Thì em cũng mới được 2 ngày thôi, nhưng mà em cũng muốn trao món quà này đi cho anh em, bởi vì nó là ngày mới và lô mới để anh em làm cái kỷ niệm là của em ở phương xa của em học gửi về. Rồi, em qua phần quà các bác nhé. Còn đi vào cái video thì cũng em cũng xin giới thiệu với các bác này. Đây là em trong bản thân em cũng giống như là cái này là của một thằng cu em ở như cu em trai trung nghề cũng giống như là chuyên về đồ sừng. Quê hương em ấy ở như Hà Nam, Kim Bảng Hà Nam các bác nhé. Các bác nào đang ở Kim Bảng Hà Nam á thì vào kênh bình luận và ủng hộ xem là cái khu vực nào là làm sừng. Sừng này là nó có nhiều loại, sừng châu ta này các bác này, sừng châu châu Phi. Đấy, thì em chuẩn bị tinh thần cũng giống như là ai đặt và anh em phong thủy thì em sẽ làm, và đồng thời là em cũng sẽ bán. Thì ngày hôm nay em lên em giới thiệu sơ qua đấy, cái mục tiêu mở rộng về sản xuất và cái ngành công nghệ cũng giống như là âm thanh và điện tử và những cái mặt hàng mà phong thủy và những cái để làm đồ lưu niệm, và nó mang tính chất là bền đối với thị trường của anh em ta hiện tại nó đang rất chi là sôi động, và kể cả trong đó có cả điện tử rồi là đồ gia dụng cũng giống như là xe đẹp, tất cả những cái liên quan. Thì anh em chúng em là một người quê ở, em thì ở Thanh Hóa, gốc ở Thanh Hóa mà lấy vợ ở Ninh Bình, và một người quê ở như Kim Bảng Hà Nam, thì nhiều anh em làm ăn với nhau thì cảm thấy là nó hợp nhau. Thì chuẩn bị tinh thần nhập máy cũng giống như là sừng về để làm những cái đồ như thế này các bác này. Đấy, thì ngày hôm nay em lên video của em một tính chất là quảng cáo, và thứ hai là em cũng bán. Thì cái đế dưới này là gỗ, nhưng mà qua đang làm bằng tay và làm chưa 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 được gọi là chưa được đẹp, nói chung là như vậy. Mai mốt sẽ lên nó sẽ kín hơn, và đồng thời nữa là những cái này này thì đều phải là phủ bóng và sơn sơn lại. Sơn lại có nghĩa là không phải là cái sơn BU bình thường, mà cái bóng này có nghĩa là cái bóng nó phải nhập. Đấy các bác. Đấy là cái ngoại hình là như thế này. Thì em cũng bàn với em nó và đi đến cái quyết định. Bây giờ nếu như mà làm voi thì cũng không 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 có tiền để mua, mà cái loại thuộc vào trong danh sách đỏ. Cái thứ hai nữa là những cái bà làm bằng thực tế là bằng đá hoặc là bằng ấy màu trắng thì nó cũng đắt,
Mà sừng trâu này thì nó cũng có hai loại, có sừng sừng trâu châu Phi trắng á, thì cũng mắc các bác 3 triệu một ký. Còn những cái sừng trâu này á, thì có loại cao hơn, dài hơn, thì 300k một ký các bác nhá. 300k là mình nhập vào. Thì đây là một đôi đế đấy, các bác về các bác có thể là để quay bên này, để quay bên kia đấy. Mà trâu thì ở trong 12 con giáp cũng giống như là tất cả các phong thủy của người Việt Nam và thậm chí cũng như người nước khác, họ đang rất là thịnh hành, bởi vì họ khỏe, trâu nó khỏe mà nó hiền lành thì phong thủy rất là tốt, trưng bày được lâu được ngày đấy. Thì một cái cặp này em đang có cái dự định nhé, sau khi hoàn thiện đấy, bỏ công rồi là bỏ đồ ra đi làm, rồi mua về để đi làm, rồi tạo những cái sần sần giống như thế này đấy, thì em đang dự định là bán khoảng là dao động là 800k em bao ship các bác nhá. Đấy thì ngày hôm nay em lên em quảng cáo nó như vậy để sau này em có thể sẽ có dự kiến là em là mở cửa hàng, cũng giống như là em sẽ bán ở trên live, trên TikTok hoặc là bất kỳ một cái trang nào của em. Đấy, về cái ngành này thì kết hợp giữa một anh kim bảng Hà Nam và em ở thành phố Thanh Hóa và đi cũng vào đây lâu rồi. Đấy các bác nha. Đấy thì 800k nghe hay, bày đẹp, phong thủy tốt, khỏe, khỏe như hiền lành như trâu. Đấy các bác nha. Rồi em qua này. Thì ngày hôm nay đi đến mã số 1 đó là em lên 3 con đài. Thứ nhất là một con màu đỏ các bác nha. Con này chỉ là dòng cổ rồi, nó chỉ có là FM thôi. Nó chỉ có FM thôi. Và AM là tần số là 1600. Và FM là 80 các bác nha. À 90. Con này là của Hitachi này. Hitachi đây các bác. Màu đỏ nha. À, hình chữ nhật. Y, model là Y543 các bác. Đấy. Có chế độ bật nguồn cũng giống như là chỉnh FM, em đã test rồi. FM ok, còn đằng sau đây các bác này. À, đầu tiên em tưởng con này là của con em về một lô là có cả con bóng đèn. Nhưng con bóng đèn thì thợ lấy rồi. Bốn bóng đèn thì thợ lấy rồi, nhưng con này là khi mà em tháo ra kiểm tra thì không phải là bóng đèn. Nhưng mà các cái đồ nội thất của trong nó là cái đồ cũ ngày xưa, cho nên là nó rất chi là khác. Khác bột so với những cái đồ đời mới bây giờ. Đấy. Thì con này chiều màu đỏ các bác nhá. Màu đỏ này đang phong thủy về dòng đài là rất chi là nhiều anh em cần. Con này mà chiều dài khoảng hơn 30 các bác nhá, 32. Chiều cao của nó chỉ có mười mấy thôi. Đấy, sử dụng có một loa bù rục nhỏ các bác nhá. Đấy, và chiều sâu của nó chỉ có hơn 10 đến 12 thôi. Chiều cao khoảng 15 các bác nhá. Đấy, đó là một con. Thì con này là em bán với giá 600k em bao ship các bác này. 600k đài màu đỏ. Đến con đài thứ hai đây các bác này. Con đài này là con đài FM thôi. Con đài này là của White Boy, gọi là của rất chi là xa xưa rồi. Xưa rồi đấy các bác. Rất chi là lâu rồi, anten này đầy đủ các bác nhé. À, nguyên bụi. Bởi vì con này em chưa test được là cái jack này nó rất bé các bác này. Jack này em không có, sử dụng là nó có ghi rõ là điện 100. Đây, nút đầy đủ, anten đầy đủ các bác nhé. Đúng này, đúng nhôm đầy đủ này. Đấy, con này thì bộ đội, các bác nào mà đang ngày xưa bộ đội này là ok này. À, ok này là sẽ nhớ đến kỷ niệm như thế này. Đấy các bác nhé, con này là của Nationat. White Boy, Nationat, White Boy. Các bác nhá. Đấy, FM là 1600 và AM là FM là 90, AM là 1600 các bác nhá. Đấy. Con này em chưa test được. Đấy. Bởi vì nó có cái nút này nhỏ quá các bác này. Đấy. Các bác. Năm gì đấy? 76 à? 23 năm 76. Ghê. Có phải không? Em đọc đại như vậy. Đấy. Đấy em bán con này là 300k các bác nhá. 300k em bao ship các bác về kiểm tra này. Em chưa kiểm tra. Và con thứ ba đây các bác, con thứ ba là cái đài này là đài đồng hồ. Đài này là của sử dụng điện 100 của Tarkett gì đây. Tarkett đấy. Điện 100, 9W này. Em có cắm dây nguồn rời này và tín hiệu vào các bác nhá. Tín hiệu vào và để làm vừa làm đồng hồ và vừa nghe AM và FM. Các bác về vọc vạch và dò. Đây em bán nguyên bụi 200k các bác nhá. 200k đấy. Rồi mã số 1 em qua các bác này, một con đài đỏ Hitachi này. 600k em bao ship này. Rồi một con của đài cổ này, của Nationat này. Rồi một con đài của đồng hồ này, thế hệ mới hơn này. Đấy. Thế các bác nhá, em qua này. Rồi sang bên mã số 2 các bác. Mã số 2 thì ngày hôm nay em lên 3 con center. Đấy, 3 con center này dòng là center bao quay các bác nhá. Chứ không phải là dòng loa nhỏ nhỏ cục rồi không phải đâu, cái này là center nhá. Thế là dòng loa giữa đấy, loa giữa của bộ dàn 5.1 Onkyo. Đấy. Model của center này là DN057FXC các bác nhá. Đấy các bác nào đang thiếu này đem về ghép này. Dòng 40W 6 ohm các bác nhá. Bộ dàn phủ bóng nano toàn thân.
Đấy, bao quay e căng đầy đủ các bác nhá. Đây các bác, đây là hai cái e căng của hai cái center. À, cái này thì bị gãy chân, gãy hết bốn chân đang mắc ở trong này các bác này, mắc ở trong này. Em có hàn lại rồi nhưng mà vẫn không được, bởi vì qua vận chuyển thì em hay ấy lắm nhưng mà nó hay phải rút ra. Con này là ok các bác nhá. Đây các bác về hàn lại. Đây các bác, ngoại hình đẹp. Bao quay, con này là để ngang các bác nhá. Em thì em để đứng, con này là để ngang, con này là con center giữa của dòng loa 5.1 của một bộ nguyên Onkyo đấy. Bộ này nói chung là đắt. Đây các bác. Rồi còn con này là đẹp, màng lõm các bác này. À, cũng là của Onkyo, là một D108 dòng đời cao các bác. À, phủ bóng nano toàn thân các bác nhá. Đây các bác. Chiều vuông của nó bé thôi các bác. Các bác ai chơi rồi nhìn cái biết ngay. Ai gặp với lại ai chơi đang thường xuyên chơi nhìn cái biết ngay. Rồi hai con này em bán 550 các bác này, 550 một cây nhá, em bao ship. Cây này em bán 650 nhá. Màng lõm cây này to hơn các bác nhá, to cao hơn. 650. Hai cây mỗi cây 550 em bao ship các bác. Bao ship tận nhà, các bác cứ lo đi làm vui vẻ cùng với lại các anh em, thì còn nhiều việc còn lại là em sẽ cho anh em nhân viên chị em gái đẹp chân dài giao tận tay cho các bác. Rồi các bác nhìn mã số 2 các em qua này, ai lấy cây nào ủng hộ em thì lấy nhá. Rồi em sang bên mã số 3 các bác. Mã số 3 thì ngày hôm nay em lên cái bộ của 2.1. Bộ này là bộ vi tính đấy. Nhưng mà vi tính này thì thường thường là ví dụ như hàng của mình đây là nó có Badourat rồi những cái hàng của Việt Nam, những cái hàng bình thường. À, thì dao động anh em nó bán khoảng từ 800 đến 1 triệu lộn về. Nhưng mà đôi này của em là của Onkyo các bác nhá. Đấy, có chỉnh bát chét ở trên máy. À, rõ ràng nghe bát xịn, viền xịn, bát chét này. À, bắt chắc và cứ cắm điện thoại vào là nghe thôi. Như thế này là nghe rồi. Thùng rất là nặng, rất là gấu các bác đây. Kim vàng giọt lệ này. Optical làm giải mã đủ 24 bit các bác nha. Con này rất gấu các bác cứ tham khảo. Onkyo vi tính GX D90. Đấy, sử dụng điện 100. Đây, công suất 34W các bác nha. Bên này là chiếc loa gắn vào là nghe thôi, đi đồng bộ, khung thành sát cạnh. Đây các bác. Đấy thì em bán như một bộ mini đời cao thôi. Nói chung là như vậy. Đấy, có giải mã đàng hoàng đầy đủ các công năng. Đấy, cắm điện thoại nghe điện thoại, có giải mã nghe qua tivi đầy đủ, có hệ số chỉnh bát chét. Em bán với giá rất chi là hợp lý, bao ship cho các bác này 1,2 triệu các bác này, 1,2 triệu em bao ship. Đấy, dòng audio này thì về rất chi là xịn, các bác yên tâm nhé. Nó mũi tên này nhọn này. Chét cũng vậy này các bác. Rồi sang mã số 4 các bác. Mã số 4 thì em về lần này em về mấy con đài như thế này. Ở trong chỗ đống của em đang còn nữa. Về thì toàn giải một bát. Dòng này là dòng đài chỉ chạy mình tám thôi các bác nhá. Không có FM, không có AUX. Đấy thế của này là dòng đồ cũ của Sony 1390 này, TCM 1390. Đấy dòng này thì anh em thị trường cũng ít gặp. Đây là những cái lỗ mic các bác này. Đấy, đây là chế độ các nút này. Còn mặt trước này đây là cái nắp. Nắp khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ đẩy lại. Còn đây là dây nguồn được kim ở trong này. Và đây là băng các bác nhá. Đây băng. Băng thì các bác về phải thay dây cu loa thì mới nghe được. Đấy, cái này là em giao nguyên bụi, em giao nguyên bụi cho các bác. Đây là tất cả là quai sách núm này thì đều ok cả. Còn đây là những lỗ sạc hoặc là những cái lỗ mic này, mà nhiều là lỗ mic các bác nhá. Đấy, chất là nó ở chất như cái bán cái đồ này của em đây, những ví dụ như cái này là bán về vấn đề là sưu tầm. Đài đài sưu tầm giống như kiểu là nó đã lâu rồi. Cái thứ hai nữa là bán về cái chất âm và chất âm nghe nhẹ nhàng, tình cảm, những cái nhạc xưa, những các cụ này, các cụ là anh em chúng các cụ là thích là beat cái nhạc đó, ví dụ như vậy. Như lớp trẻ bây giờ thì kể cả như YouTube phân tích ấy, là lớp trẻ bây giờ rất ít, thì bán cái này là bán về đồ hàng hiếm và đồ sưu tầm các bác nhá, chứ không phải là bán về vấn đề là ngoại hình và cái sắc đẹp của nó. Đấy, cho nên em bán cái mã số 4 này 900k các bác này. Con này em bán 900k. Đấy, thì hôm qua một số con đài của em này cũng được gửi đi tất cả những mọi miền cho anh em rồi. Thì hôm nay em bán 900k các bác nhá. Con này không giống như con hôm qua, em vẫn còn con nữa. Rồi em qua các bác này. Đấy thì sang mã số 5 các bác. Thì hôm qua cũng là mã số 5 là con ai qua. Hôm nay cũng là một con to như thế này nhưng mà nó là Victor các bác nhá. Ở trong này đang còn dính cột băng của Nhật các bác này, chữ Nhật luôn. Đấy 90 phút.
90 phút. Đây, tất cả những cái cần này là bằng nhôm hết, nhôm nhá, không phải lòng nhựa bác nhá, sắt hết, nhôm, nhôm xịn, sử dụng hai cái mát luôn. Kiềng này là kiềng khoai nhôm luôn các bác ạ. Nhìn thấy là kiềng khoai nhôm này. Đấy, em không có mỡ, FM90 này. Đấy, con này rộng của nó bằng con hôm qua. Đấy, nó khoảng 50, hơn 50 các bác. 50. Tính cả núm này nó rơi vào khoảng 55 nha. Đây, quay sát này các bác, zin đét. Thân hình và màu đài cũng rất là đẹp. Đấy, nó mỗi con nó đẹp theo mỗi kiểu các bác. Con này đây, anten đây. Đấy, con này thì nó đẹp theo cái là cái màu mè, rồi nó đẹp theo phong cách. Đấy, cái này là nó dòng anh em chơi đài này người gọi là dòng Victor, là thương hiệu chó người kèn đấy các bác. Đây, chó người kèn gọi là chó sắt người kèn của Victor, tất cả là bằng sắt. Con này bằng sắt cho nên anh em nó gọi đây thành bằng sắt các bác này, sắt hết này. Đấy, model là Victor RC636 các bác nha. Tất cả những nút đang còn rất chi là zin, rất đẹp. Đấy, chỉ có bụi trước thôi, về tân trang lau chùi lại là ok. Và tình trạng em đã test là áo ấy chạy ok các bác nha. Đây là phần đằng sau này. Đây, để em soi như vậy cho nó dễ này. Đây áo ấy các bác này, áo ấy đây có cổng in và cổng out này, rồi các cái nút nhỏ nhỏ này. Đó, cổng đằng sau các bác này, sử dụng điện 100 các bác này. Đấy, hoặc là 12V cũng được, nó đều có hết các bác nha. Từng cái con ốc, từng cái nút vẫn đang còn zin hết. Đấy, về hôm nay về mấy con đều khá đẹp. Đây, nút này cũng zin luôn. Đấy, nó còn có cái cổng put đây này. Cổng này để làm cái gì các bác? Nó giống như cái thẻ nhớ của USB ấy, nhưng mà biết phải không? Đây là dây nguồn. Đây là dây nguồn. Hơi tối các bạn. Rồi, có view vậy các bác này. View này anh em về tân trang và vệ sinh. Đấy, con này thì ngày hôm nay là mã số 5 này, em vẫn bán 1,5 triệu các bác nhá. Thì con hôm qua ai qua nó cũng đẹp, mặt mũi bằng nhôm bằng sắt, thì đi ra với anh trai ở Kim Bảng Hà Nam. Thì con này không biết là bác nào sở hữu đây. Đấy, thì gọi điện cho em để sở hữu nó này. Tất cả từng con nút một đều zin các bác nhá. 1,5 triệu tặng luôn, kèm theo con này em không có mở ra được. Đấy, nó đang bị kẹt. Đấy, các bác về tân trang tặng luôn cái cuốn băng của Nhật 90 phút. Rồi em qua các bác này. Rồi em qua cái đầu 2.1 của súp này, vừa súp vừa là làm đầu công suất của 2.1 đây các bác. Chỉ có lắp loa vào là nghe thôi. Đây, hai cái loa đây, R và L đây, hai cái loa đệ 100 các bác nha. Con này có chỉnh nghe rất là hay. Đèn khi mà nó tỏa ra giống như cái tay quạt đấy các bác, đẹp lắm. Nhánh này, nhánh như nhánh sen, tỏa ra xong rồi thu vào, tỏa ra xong rồi thu vào, rất là đẹp. Lò thông hơi trước. Rồi, em bán con này là 600k em bao ship các bác nha. Đấy, hàng của đệ 100. Em xem mã số 7 này. Mã số 7 thì ngày hôm nay em thanh lý một cái đầu, hai cái đầu của hai thớt của Victor là của UXM1. Tình trạng là lên nguồn các bác nhá. Lên nguồn này, bật CD chạy này. Rồi AUX chạy này. Chạy hết các bác nhá. Đấy, mà táp chạy luôn, táp chạy nhưng mà nó bị rối băng này. Nhưng mà không có ra tiếng các bác, không biết là bị do công suất, ngoại hình thì rất là đẹp. Đấy, vì dòng này là dòng cũ. Làm rất là bền, sử dụng điện 100 dây cáp đủ. Nhưng mà có optical làm giải mã mà lên điện lên hết chạy hết mà không ra tiếng, không biết là do bị công suất hay bị cái gì thì các bác phải kiểm tra. Em thanh lý với giá 400k hai thớt này nè. Là em bao ship các bác nha. Rồi em qua này. Rồi qua cái mã số 8 các bác. Mã số 8 thì em lên cái căng của nó bị gãy này, em gãy, em bảo gãy quá nha. Cái con center này là thuộc center của hàng châu Âu các bác, hàng Mỹ, hàng xuất Nhật. Đây các bác. Chiều cao của con này các bác để ngang, chiều cao của con này khoảng 50 các bác nha. Nó sẽ rơi vào khoảng 50 tầm đó. Đây, của thương hiệu Mỹ này, 70W này, 8 ohm các bác này. Đây, lò thông hơi sau. Đây rắc bắp chuối này. Bởi vì cái hàng này của cái máy để nằm các bác nha. Đây là dưới chân. Mấy cái hàng của châu Âu này thì thường thường là họ sẽ hay làm cái công đắp bắp chuối, nó đẹp. Đây núm này các bạn, đây, nó lực. Rồi hai bát các bác nhá, một chiếc ở giữa, thùng gỗ, đây, màu gỗ. Rồi em bán 1,3 triệu em bao ship các bác này, cây center này nhá. Rồi em qua này. Rồi sang đến cái mã số 9 này, là hôm nay em bán một cây súp điện. Súp này là súp điện của dòng 5.1 các bác nhá. Hệ điều hành của nó là ở bên cái đầu các bác. Cái này nó bao gồm công suất này, optical này, đấy, bát này, bát đằng sau này.
Đấy, bao gồm là dây jack loa này, công suất này, optical này đã nằm ở đây, dây nguồn nằm ở đây luôn. Nhưng mà không có volume để chỉnh, optical ở đây, dây đây. Là nó chỉnh ở bên một cái đầu của Pioneer này các bác nhá. Sử dụng điện 100, con này 47W. Đấy, đầy đủ các công năng. Đấy, nhưng mà nó chỉnh ở bên một cái đầu nó nếu như không nhầm thì em nhớ không nhầm được cái đầu của nó dẹp dẹp các bác nhá. Con này chiều sâu là sâu lắm. Chiều sâu của nó 50. 50 các bác nhá. Cao khoảng 50. Cao khoảng 4 mấy, 46, 47, 45, 46. Đây em đo này, tầm tầm đấy thôi. 42. Đó, rộng khoảng rộng là 10 20 19. Đó, tầm khoảng đó. Đấy thì hôm nay em bán như súp điện súp hơi các bác này, cho về các bác chế cháo này. Đấy 800k em bao ship này, nặng khoảng chục cân các bác nhá, hơn chục cân. Rồi em qua này, em qua cái mã này. Sang mã số 10 các bác này. Mã số 10 thì hai cái đầu. Hai cái đầu này của đàn ông M1 và Onkyo. Còn mỗi con Onkyo này là hết. Và đàn ông này thì là của đàn ông mini các bác nhá. Đấy, hai cái này thì một cái này em bán 450k em bao ship, một cái thì em bán 400 em bao ship. Thì tông của bác nào cần thì bác lấy nhá. Đấy thì em xoay về đằng sau cái để ngoại hình đẹp cho các bác này. Là M1 sử dụng điện 142W các bác nhá. Đèn ông. Đây này. Con này thì là 40W ra ban. Sử dụng điện 100. Để ghép loa thì là Onkyo này là 4 đến 16 ohm các bác nhá. Còn của đèn ông này là từ 6 đến 16 các bác nhá. Rồi em qua này. Rồi em đi đến cái mã số 11. Mã số 11 là một đôi của một bộ của Kenwood này, Kenwood S3MD. Đấy, dòng này là bộ này là tình trạng là MD chạy ok, đáp bia chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop các bác nha. Đấy thì đây là đằng sau này, thùng là bằng gỗ nền vuông thành sát cạnh. Đây các bác. Sử dụng điện 100. Đấy, con này chất âm rất là hay, 55W. Đây các bác. Đấy, em bán 750, có thích hợp thêm cổng súp 750 em bao ship có nha. Rồi em qua này, qua số mã số 12 các bác. Mã số 12 thì ngày hôm nay em bán một đôi loa màu của vân đá này, mặt mũi là bằng giống như vân đá hết các bác. Đây này. Đấy, rất chỉ là hầm hố vân đá. Chiều cao của con này thì khoảng 27 các bác nha, 26 27. Đấy, có quả súp đằng sau này. Đây, viền ok các bác nha, viền cao su. Con này là của Victor. Victor 3 ôm các bác nha. 30W. Đấy. 3 ôm các bác ghép loa 3 ôm ở hơi hiếm ấy. Các bác ghép 4 ôm cũng được, âm ly 4 ôm cũng được các bác. Đấy, xuống đằng sau. Đấy thì con này á là e căng đầy đủ này. Con này em bán với giá 1 triệu 2 bao ship các bác nha. Loa vân đá đấy. Rồi em qua này. Qua bên mã số 13 thì thanh lý một đôi loa toàn giải này, bị kẹt côn một bên các bác nhá. Kẹt côn bên này này, chắc đét này. Bên này hát bình thường. Đôi căng nó các bạn. Cái căng nó rất ghi gây gớm. Đấy, chiều cao của con này này thì khoảng 42 các bác nhá. 40 42. Đấy, đôi chỉ có đôi loa tiền giải thôi. Côn nó kẹt cứng rồi các bạn. Đấy, bằng màng giấy kẹt cứng thùng sau xấu. Đấy, Sanier các bác. Đấy, Sanier. Bên này hát bình thường. Bên này thì bị kẹt côn. Đây, em bán giá 350 em bao ship các bác này. Rồi em qua này. Về hôm nay thì quay về một cái bộ dàn chung các bác này. Bộ dàn chung này là của Victor các bác này. Victor này là MXG1. Cái này em giờ mới gặp. Bao năm em bán thì em giờ em cũng mới gặp. Mà ở trên Google cũng không có. Thì em nghĩ thì chắc là có một bộ cái dạng như thế này các bác, đi đồng model nhá. Sử dụng là loa ba quay lỗ thông hương trước và ở bên trên là một loa nóc này các bác nhá. Đây loa nóc này. Đấy, đây là loa nóc, đây là ba cái loa này. Thì tình trạng con này ấy là ba khay CD là không chạy các bác nhá. Hai khay táp trước mặt cũng không chạy. Thì các bác về các bác tân trang mặt mũi màu đen, bao gồm là bốn quay, một loa súp. Dòng loa súp này thì ghê rồi. Chiều dài của nó là hơn 60 các bác nhá. 65. Chiều cao là hơn 40 các bác nhá. Đấy, chung này thuộc vào dòng chung to. Đấy. Rộng 65. Đây, một cục. Đây các bác, loa nóc này. Đó. Sử dụng điện 100 các bác. Đây. Đây các bác nha. Đấy, em dây nguồn nó đang đứt em chưa nối được này. Đấy. Để vậy em thử luôn, cắm vào thử luôn.
Loa là vung thành sắc cạnh. Rồi con này em giao 2,1 triệu các bác nhá. 2,1 triệu em bao ship cho các bác này. À, nặng bao nhiêu ký thì em cũng chịu. Em cũng chịu ship để cho các bác yên tâm. Rồi em qua này. Em qua cái mã cuối cùng là mã số 15. Là một bộ dàn chung các bác này. Bộ này là ngang 70 các bác nhá. Của Panasonic hệ 2 cầu SANX75MD. Anh em đang tân trang bán trên toàn quốc dao động khoảng từ 2,9 triệu đến 3,5 triệu các bác nhá. Đấy con này cho chất âm ok, hai cổng nghe AUX, AUX1, AUX2 và cổng đằng sau. Và năm khay CD. Năm khay CD FM full tần số. Rồi táp MD. Thì sử dụng một đôi loa là có bao quay nhá, một súc bên trong các bác nhá, cho chất âm cực kỳ lực. Đây là một con bát này. Đây là con chất ở ngoài này và một con súc nó lún bên trong các bác này. Trong cái đường dây này là một con súp to, súp bát 14 đủ ở bên trong ấy. Cho nên cái bộ dàn này rất chi là hầm hố. Đây hệ hai cầu đấy các bác này. Đây các bác này à, giá thành cái bộ dàn này anh em bán nó không có rẻ à, giá rất chi là cao. Bởi vì nó chất thì nó phải cao. Nhưng cũng có dàn chung chỉ có 1,5 triệu thôi à, 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu thôi à. Và em đã test tình trạng của con này của em là chạy CD này à, AUX này. AUX là 2, là 3 cổng luôn, đằng sau có, đằng trước có các bác nha. Đấy, 5 khay CD chạy ok, MD với lại táp B là không chạy. Đấy thì các bác ngang của nó là 70 các bác nha, gần 70. Dao động gần 70 em đo nãy rồi. Và nhìn ba cục này là cũng là bit. Đấy, đầu của nó cao của nó 31 các bác nha. Đấy, hai cái loa nóc, hai cái loa súp ở bên trong, hai cái căng em để lên trên. Rồi, mã cuối cùng này em bán với giá 2 triệu em bao ship các bác nha. Đấy, thì cuối video em học một lần nữa xin gửi lời chào tất cả đến anh em. Chúc anh em ngày cuối tuần may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc các bác nha. Em xin cúp video rồi các bác.